Lưu Hoàng Đơ người vì xoài non chia tay, mời đóng nữ chính MV nay hưởng cái phim. Giữa ồn ào vợ chồng xoài non và Simsis thông báo chính thức ly hôn, mới đây một nam ca sĩ vướng tình huống éo le, không biết nên vui hay nên buồn khi MV mới của anh bất ngờ leo top với lý do có xoài non làm nữ chính. Chiều tối ngày 16 tháng 6, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin xoài non và Simsis đường ai nấy đi. Cụ thể, cô viết thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc." cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp. Kèm theo đó, Xoài Non cũng đăng ảnh cưới của cặp đôi và tác Simsis vào bài đăng. Simsis cũng có bài đăng để đá lời Xoài Non với lời lẽ hết mực tôn trọng lẫn nhau. Hiện các bên liên quan vẫn chưa có thêm phát ngôn nào nhưng cả mạng xã hội đang thực sự xôn xao và chia sẻ thông tin với tốc độ chóng mặt. Cách đây ít ngày, Xoài Non thực ra đã thả hát ITN khá rõ ràng. Và đến nay ngẫm nghĩ lại, hóa ra đây là cách Xoài Non ẩn ý chuyện chia tay. Cụ thể vào tối ngày 13 tháng 6, Lưu Hoàng chính thức trở lại làng nhạc với MV Ngày đẹp trời để nói chia tay sản phẩm gây chú ý ngay từ lúc mới công bố poster khi xác nhận xoài non đảm nhiệm vai nữ chính giữa loạt ồn ào vì nghi vấn trục trặc hôn nhân với Simsis. Và hóa ra, ngày đẹp trời để nói lời chia tay chính là hôm nay, chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024. Trở lại với MV mới của Lu Hoàng với xoài non đảm nhận vai nữ chính trong MV. Lần này, cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết có hậu nhưng Lu Hoàng lại có thêm một lần thất tình nữa vì xoài non. MV ngày đẹp trời để nói chia tay là một thước phim trải dài từ thời niên thiếu với mối tình gà bông cho đến ngày trọng đại. Khi xoài non khoác lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp như lưu hoàng chỉ có thể tiếc nuối ngắm nhìn từ xa. Ngoài ra, cách kể chuyện của MV đang Sen hai mốc thời gian khác nhau giữa quá khứ và hiện tại càng khắc họa rõ quá trình trưởng thành cũng là quá trình đê, ánh mắt nhau của cả hai càng khiến khán giả cảm thấy đồng cảm hơn với ca khúc. Đặc biệt, hình ảnh xoài non mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp sánh bước bên người mới không phải thanh mai trúc mã là khung hình gây ấn tượng mạnh. Hình ảnh này không khỏi làm khán giả chạy lòng nhớ về khung hình xoài non mặc váy cưới bên Sim ở siêu đám cưới năm nào. Ngay sau bài đăng của xoài non hàng loạt sao việc cũng không giấu được sự đau xót. Theo đó, loạt nghệ sĩ như ca sĩ Đỗ Phú Quý, diễn viên Trương Quỳnh Anh, MC Vân Hugo đồng loạt gửi lời động viên đến xoài non. Cụ thể, Đỗ Phú Quý nhắn gửi, ôm em một cái. Mạnh mẽ lên em nha. Trương Quỳnh Anh và Vân Hugo đều nhắn gửi cái ôm từ xa, mong xoài non sớm vượt qua được nỗi buồn. Thời điểm đó, xoài non nhận về không ít ý kiến trái chiều khi cho rằng cô đã sử dụng chuyện ồn ào với Simsys để quảng bá cho MV mới. Nhiều người cho rằng chuyện cô lục đục với ông xã Simsis chỉ là chiêu trò để tạo nhiệt cho ca khúc mới sắp ra mắt của Lưu Hoàng. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Xoài Non nên có phát ngôn chính thức về mối quan hệ với Simsis để tránh gây hiểu nhầm rằng cô đem chuyện riêng tư để PR cho đồng nghiệp. Tuy nhiên đến hôm nay thì chúng ta đã rõ, chuyện chia tay là có thật. Simsis, Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989, và Xoài Non, Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Ngoài khoảng cách T, tuổi tác, cặp đôi còn vượt qua nhiều lời ra tiếng vào từ cư dân mạng để chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Từ giữa tháng 5 năm 2024, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn xoài non và sim sis gặp trục trặc hôn nhân. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn liên tục lên tiếng nhưng chỉ trả lời những vấn đề xung quanh như sim sis phủ nhận tin đồn đền bù 20 tỷ để ly hôn, xoài non làm rõ chuyện ca, yếm tê, yên và ăn bám nhà chồng. Sau đó vào đầu tháng 6 năm 2024, chia sẻ của bác sĩ Cao Hữu Thịnh được cho là gián tiếp tiết lộ nguyên nhân chia tay của cặp đôi là vấn đề con cái, tuy nhiên cả hai chọn cách im lặng